Chào mừng bạn đã đến với clip hướng dẫn của GoSell. Ở phần trước chúng ta đã nói về các sản phẩm của GoSell. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hướng dẫn cài đặt tài khoản, giúp bạn dễ dàng đăng ký và tạo tài khoản trên GoSell. Sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết cách cài đặt tài khoản GoSell. Đầu tiên bạn vào trang website gosell.vn. Sau đó bạn chọn bảng giá, bạn chọn gói dịch vụ muốn sử dụng. Chọn xong bạn bấm đăng ký. Tại đây bạn sẽ nhập email hoặc số điện thoại. Mật khẩu, bạn có thể nhập mã giới thiệu nếu có hoặc không. Sau đó bạn bấm đăng ký. Bạn kiểm tra email hoặc điện thoại để nhập mã xác thực. Nhập xong bạn bấm xác thực và đăng nhập. Bước 1, bạn nhập tên cửa hàng, số điện thoại, địa chỉ lấy hàng, tỉnh, thành phố, quận, phường. Sau đó bạn nhấn tiếp tục. Bước 2, bạn tải logo đại diện của bạn lên. Sau đó nhấn tiếp tục. Bước 3, chọn màu chủ đạo và nhấn tiếp tục. Bước 4, điền đường dẫn đến cửa hàng mà bạn muốn và nhấn tiếp tục. Bạn chọn chu trình thanh toán gói dịch vụ. Phương thức thanh toán, bạn chọn thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn nhấn nút thanh toán. Vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt tài khoản GoSell.